Hello mọi người, nay Lộc TV sẽ đưa mọi người đến tham quan một khu vực bờ sông ở quận 12. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Con sông này nằm trên đường An Phú Đông Ba, gần ngã tư Tô Viện Khách Sạn đi bộ nha mọi người. Tuyệt vời phong cảnh, nên thơ ở Sài Gòn ở đâu mà tìm ra một địa điểm quá đẹp tuyệt vời như thế này. Tuyệt vời nghe mọi người, phong cảnh rất đẹp luôn, sông nước phong cảnh hữu tình. Khu này mà tương lai phát triển du lịch thì như là tuyệt vời luôn, phát triển về hệ sinh thái vườn tuyệt vời nghe mọi người. Phong cảnh mọi người thấy sông nước bèo trôi, chắp giới bên kia sông là bên Thủ Đức nha mọi người, bên Hiệp Bình Phước Thủ Đức. Chiều cảnh nên thơ, rất tuyệt vời nha mọi người. Phong cảnh bèo trôi, nay mình làm về sớm cho nên ghé làm clip cho mọi người xem. Khu vực này là nằm trên đường An Phú Đông Ba, quận 12, ngay ngã tư. Nếu mọi người đi từ cầu vượt Hà Huy Giáp hướng quốc lộ 1A về cầu vượt Bình Phước thì mình tới ngay chỗ Tu Viện Khánh An nghe mọi người, rẽ phải đường vào đường An Phú Đông 12. Mình chạy khoảng 2 cây số thì sẽ tới đoạn An Phú Đông 12 nối với đường An Phú Đông 3. Rẽ phải đi khoảng cỡ 2 km nữa là tới nha mọi người. Và rất là đẹp. Khu này thì cuối tuần mình có thể mình tập trung vài đứa bạn ra đây mình live cũng được nha mọi người. Mình live thì mình nhậu nhẹt rồi mình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ thôi. Có tàu đang di chuyển chở cát, đang di chuyển ở trên sông này. Tuyệt vời luôn. Mọi người mà ở nội thành, mà ở quận 1, quận 3 hay là Tân Bình, bên Phú Nhuận, Bình Thạnh gì ít vùng sông nước thì mình ghé ra cái khu vực quận 12 đây thì coi như là thấy phong cảnh giống như miền Tây luôn, rất đẹp. Có tàu thuyền chạy nước cũng kìa. Tàu đang chạy nè. Rất đẹp luôn. Tàu này là chở đá dăm. Chỗ này mình nhìn thấy tòa nhà Lambat 81 luôn nghe mọi người. 81 tầng. Bên quận 12 An Phú Đông nhìn thấy luôn này.
mọi người mà chưa biết chỗ này mà muốn tham quan điểm này, để dưới bình luận, dưới comment hoặc alo số điện thoại mình hướng dẫn cho nhé. Số điện thoại của mình là 0935 330 119. Xin chào, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip của Lộc TV. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn.